Ba mẹ Minh Tú thì rất là vui cho Minh Tú, bởi vì Minh Tú chọn được một người bạn đời mà yêu Minh Tú, thương Minh Tú nữa. Đó là cái điều rất là quan trọng. Ba Minh Tú là ánh sáng của cuộc đời Minh Tú, là một người luôn luôn khiến cho hướng con mình có một cái suy nghĩ nó tích cực, đối xử với mọi người bằng một trái tim ấm áp. Tất nhiên là ba mẹ Minh Tú thì do hoàn cảnh ngày xưa sẽ không có học cao, nhưng mà về cách trải nghiệm cuộc sống cũng như là luôn muốn con mình hướng thiện, hướng đến những cái điều tốt nhất, những cái điều lạc quan nhất, bao dung, yêu thương mọi người. Trước khi ba Minh Tú mất, Minh Tú nhớ có một cái khoảnh khắc là ba Minh Tú lấy tay của Minh Tú cùng với tay của anh Khuyết để lại và nói những câu như này. Lúc đó thì anh Khuyết không có hiểu đâu. Nói là ba không có còn nhiều thời gian nữa, đây có thể là lần cuối cùng mà ba sẽ nắm tay hai tụi con và chúc cho hai tụi con sẽ sống thật là hạnh phúc. Khi mà quen nhau thì nó rất là dễ, nhưng mà để là vợ chồng với nhau mình cần nhiều hơn một chữ gọi là yêu. Lúc nó là tình nghĩa gia đình, là sự đồng hành, thông cảm, thấu hiểu nhau. Giống như ba với mẹ đi, ba biết tính mẹ con nó là hay nóng tính hay la, nhưng mà cái tâm bà rất là hiền, nên là lúc nào cái nào ba nhường được là ba nhường, ba nhịn được là ba nhịn, để sao để gia đình mình luôn hạnh phúc trọn vẹn với nhau. Thì hai tụi con cũng vậy, trong cuộc sống, trong hôn nhân sau này á, sẽ có không phải lúc nào nó cũng màu hồng, không phải lúc nào nó cũng đông đầy, thì những cái lúc mà nó khó khăn thì phải luôn luôn ở bên nhau, thông cảm nhau, thấu hiểu cho nhau và đối xử với nhau bằng những cái gì tử tế nhất, trân trọng nhau mỗi ngày và cảm ơn vì đã được gặp nhau. Đó là những cái dòng, những cái lời nói cuối cùng mà ba Minh Tú dành cho Minh Tú và Chris. Sau đó thì Minh Tú dịch lại cho anh Chris, thì anh Chris cũng rất là xúc động, chỉ có nói với Minh Tú một câu là ba Minh Tú rất mong muốn Minh Tú hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây không phải là được gả vào một cái nhà cao sang quyền quý hoặc là lấy một người rất là thành công, mà ba Minh Tú muốn Minh Tú hạnh phúc với những cái gì nó đơn giản nhất, hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, biết vun vén cho gia đình của mình. Cái việc mà ba Minh Tú không tham dự được cái lễ cưới Minh Tú thì cái điều đó là điều gia đình cũng đã chuẩn bị rồi. Minh Tú cũng có chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng tất nhiên thì mình cũng sẽ xúc động và mình cũng sẽ có buồn chứ. Mình có một cái sự tủi thân thì người con nào thì cũng, đó là một cái sự mất mát trong tâm hồn của Minh Tú, và nó vẫn thật sự nó vẫn còn rất là mới. Nhưng mà như lời ba Minh Tú dặn thì mình sẽ luôn nghĩ đến những cái điều lạc quan hơn, vui vẻ hơn, tươi mới hơn, trở thành một cô dâu hạnh phúc, xinh đẹp và lộng lẫy theo cách riêng của mình. Ba rất là hạnh phúc và rất là an tâm khi biết được rằng là hai đứa yêu thương nhau và xác định được với nhau là sẽ đi chung một cái đoạn đường tiếp theo. Ba không biết nó dài như thế nào, nhưng mà ba chỉ hy vọng là tụi con sẽ luôn đối xử với nhau bằng một cái sự tử tế nhất, một cái văn minh nhất có thể. Dù là Minh Tú thừa hưởng khá là nhiều tính từ mẹ Minh Tú như là tự lập, độc lập, mạnh mẽ, đôi lúc sẽ hơi kiên quyết và hơi nóng tính, nhưng ba Minh Tú thì là một người khá là nhu, tính nhu, biết mình sai và nhận sai và rất là dễ tha thứ cho người khác khi người ta vô tình hoặc là như thế nào đó lỡ tổn thương của mình. Thì Minh Tú nghĩ là Minh Tú luôn được ba dạy những cái đó. Mẹ Minh Tú hay nói là Minh Tú là một cái bản sao như mẹ của Minh Tú. Là mẹ Minh Tú ngày xưa cũng nóng tính, cũng hay, người ta hay nói là hơi vội vàng trong lời nói và để cảm xúc điều khiển mình. Cho nên là khi mà Minh
Minh Tú bắt đầu vô cái mối quan hệ nghiêm túc với anh Chris đó là mẹ Minh Tú nói con phải bình tĩnh, mẹ ngày xưa vậy nè, nhưng mà con không có được đi, con không được giống như mẹ, con phải thay đổi, con phải không có được lớn tiếng, có việc gì con phải ngồi xuống nói chuyện, con có bất kỳ vấn đề gì con không có được la hét, không được tranh luận, mà hãy ngồi xuống giải quyết bằng những câu nói, bằng những buổi nói chuyện, bằng những cái gì nó nhẹ nhàng nhất, và không có được suốt ngày chỉ nghĩ về công việc. Tại vì mẹ Minh Tú biết là Minh Tú bị cái thói quen hình thành từ cái gia cảnh của mình khi mình còn nhỏ, thì nó sẽ hình thành trong cái tư duy của Minh Tú là mình phải có sự nghiệp, tại vì mình có sự nghiệp thì mình mới có kinh tế, mình có kinh tế thì mình mới có thể đảm bảo được đời sống cho gia đình của mình, và tiếp theo là đảm bảo cho cái đời sống cá nhân của mình, và tiếp theo là trong tương lai của mình. Cho nên lúc nào Minh Tú cũng bị tập trung vô công việc, tham công tiếc việc và không bao giờ muốn ngừng hết. Có một cái thời gian mà quen nhau khoảng 2 năm và tranh luận khá là nhiều. Anh Chris thì nói là Minh Tú làm quá nhiều và không có... Anh Chris cảm thấy anh Chris là giống như là không có được quan tâm, và Minh Tú không có vun vén cái mối quan hệ này. Thì Minh Tú thì lúc đó là sẽ có suy nghĩ của mình, no, anh nghĩ vậy là không có đúng. Em đang đi làm là bởi vì em cũng muốn có sự nghiệp riêng, em không có muốn là chỉ dựa vào anh, em cũng muốn là chúng ta cùng nhau xây dựng. Nhưng để cùng nhau xây dựng thì em phải xây dựng cái sự nghiệp của em, xong rồi sau đó chúng ta mới về cùng nhau được. Còn bây giờ mà em không có tập trung xây dựng sự nghiệp của mình thì em về em đâu có biết em làm gì đâu. Nhưng mà rõ ràng hai cái tư duy nó khác nhau. Thì mẹ Minh Tú luôn nói là con phải biết lúc nào là sự ưu tiên, lúc nào là đủ. Con không phải là tham lam, nhưng mà con rất là tham vọng, và con không biết điểm dừng. Đến một lúc nào đó thì con phải biết là con đã đủ rồi, cái bếp lửa sự nghiệp nó đã đủ rồi, thì mình sẽ phải bật cái bếp lửa tình yêu lên để mà mình vun vén cho cái hạnh phúc đó của mình. Tại vì đừng để nó lỡ rồi thì mình mới cảm thấy mình nuối tiếc. Thì rất là may mắn là trong cái giai đoạn đó thì tự nhiên mình lại giác ngộ được cái việc đó từ mẹ của mình. Mẹ Minh Tú thì luôn yêu thương Minh Tú và luôn tôn trọng mọi quyết định trong cuộc sống của Minh Tú. Cho dù là Minh Tú có chọn đồng hành cùng ai đó thì mẹ Minh Tú luôn luôn ủng hộ hết mình. Tại vì mẹ Minh Tú sẽ luôn muốn Minh Tú hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình. Mẹ Minh Tú không có bao giờ là kiểu như là con nên lấy cái người này bởi vì người này như thế này, con không nên lấy người kia, không có vậy. Mẹ Minh Tú chỉ nói là, luôn luôn mẹ Minh Tú sẽ nói là con ơi, làm việc là tốt, nhưng con cũng phải nên lùi lại một bước để suy nghĩ về gia đình. Để không thì nếu mà một lúc nào đó con quá bị quay cuồng vào công việc, con sẽ quên mất cái gọi là cái hạnh phúc quan trọng hơn. Thì đó là những cái lời khuyên mà mẹ Minh Tú luôn dành cho Minh Tú trong cái việc gọi là hôn nhân và gia đình. Mẹ Minh Tú luôn nói nè, không cần cưới một người quá thành công, mà hãy cưới một người lúc nào cũng đối xử với mình một trái tim tử tế và chân thành nhất, một người mà có thể yêu thương và chở che cho mình bằng cả thời gian mà họ có. Giống như là cách ba Minh Tú yêu mẹ Minh Tú vậy đó. Còn mẹ Minh Tú là rất là mong chờ Chris từ lâu lắm rồi.